Và Bartolin bắt buộc phải nhảy xuống. Chiếc xe này giờ sẽ có 4 người. Ok, canh đợi em với, nhưng không sao cả, vẫn có một khu nhà. Và bây giờ liên tục là bị knock out đến từ bên phía của Perfect. Tình huống lửa rất chính xác từ đào qua và vẫn đang còn khá khá đồ nha. Quả nết đẹp quá trời, CUR ơi. Đẹp một knock out, Lu và Perfect là những người nằm xuống. Xe mất, người cũng không còn và chỉ còn lại đó là Bartolin đang thoi thóp ẩn nấp trong làn smoke thôi. Vấn đề có lẽ chỉ còn thời gian trước khi mà anh chàng này nhắm mắt xuôi tay đi cùng với những đội của mình, khi mà bên phía Darawa họ đang trả đồ không hề thương tiếc và ép lên luôn đương sự với Klee Claw rồi. Khép các của đối phương và đây bài bài Lù và có thể như sẽ là Bartolin luôn. Đây rồi, nhảy trách rất dẻo, Seul biết được thông tin và Klee Claw spam một smoke, nhưng bên phía bên kia Bartolin vẫn sủi được ở trong căn tròi này. Hỗn chiến xảy ra và Bartolin có một đất bỏ nhỏ lấy được đến ba mạng. Hơi đây là trong đó có mạng của Fake nhưng không sao cả, bớt Klee Claw và Seul cũng chậm nhìn thấy công Darawa lại rất nhiều rồi. Tiếp tục là sấy và sau đó thì top 16 dành cho Vitus Pro. Heaven đang đẩy tới và bây giờ thì sẽ là một góc mà Heaven nhìn thoải mái phía Smart. Nhưng anh ta sấy cái gì vậy? Trời ơi, địch nằm ngay trước mặt mà còn bỏ qua. Còn đã kịp thời sửa sai người đồng đội của mình và có điểm kill ngay sau đó. Một chút vớt vát dành cho vị trí của Con. Và cùng lúc đó thì Rod bắt đầu tàn sát thành viên của Gek rồi. Zenan, Esa đều nằm xuống nhưng mới chỉ là pha knock out thôi và các thành viên của bên phía Space Station vẫn chưa thể tìm cách firm được ngay đối thủ của mình. Hỗn chiến ở góc 12 giờ của bản đồ rồi, chúng ta nhìn nhanh cũng là thấy nó có 4 team đây và chưa biết rằng ai sẽ là người mỉm cười sau cùng. Quả nết của Rod chính thức confirm mạng của Zendan, nhưng Heroic lại bắn chéo sang En, nhưng ngay sau đó thôi thì Heroic cũng bị mất đi tên Kuresi và Dignitas thì đã bắt được Mitchalius rồi. Một tình huống bắn rất tốt từ Honey Badger. GNL vẫn đang gặp khó khăn trong việc đó là tiến sâu hơn. Tại góc 12 giờ có rất nhiều cái tên đang muốn bắn họ. Shinboy knock out Toshi, Heaven bị bắt lại giữa ông xuống người Honey Badger và liên tục là firm kill. Đâu đó trên bản đồ thì SSA cũng đã phải nằm xuống rồi. Top 15 dành cho New FP. Thêm một đại diện đã tranh chấp cái chức vô địch đã phải nằm xuống từ rất sớm rồi. Rất căng thẳng thôi. Ở góc 12 giờ bản đồ là một cuộc chiến mà nãy giờ nó kéo dài đến 3 phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc của ngã ngũ. Ở đây thì MCG nằm gần như là ở một cái vị trí rất nóng nhưng chưa có một điểm kill nào cả, nhưng ngược lại họ cũng không mất người và đó là điều mà có lẽ MCG mong muốn hơn cả. Và không lẽ Dignitas sẽ làm được tầm 60 kill thật ư? Đây thì có những tình huống sấy ở Jim là người chủ động bắn trước bay tấn đốc qua được Americano. Tuy nhiên thì cũng chỉ còn lại 8 máu mà thôi. Team N dừng lại vị trí số 12 và sau đó là Liquid đã có được một vị trí ở trong bò, mình rất gần với team đó là Dignitas. Shinboy bị nhắm tới phía bên ngoài, Clip knock out Sparking, Pudet đổi mạng được Clip, Jim đã knock out được Pudet, với đó là một tình huống can xe. Shinboy bắt được Jim, liên tục là đổi mạng đến từ cả hai bên. Một cuộc hỗn chiến khốc liệt giữa Dignitas và team Liquid và có phải hưởng lợi lại là MCG thôi. Họ từ ngoài viền bò bắn vào, hai team đang thiếu người. Và nếu như làm tốt thì MCG hoàn toàn có thể di chuyển vào vòng bò này từ một cánh rất thoáng và có thể cải thiện cả cái lượng điểm mã gục nữa. Con vẫn đang cố gắng vùng vẫy, anh bắt hôm nay rất nhiều sức để chạy. Nết được trả ra summon đốc vào được Honey Badger đến từ bên phía của Dignitas. Shinboy quá yêu máu những điểm kiểu của Honey Badger thuộc về từ tap và đó là top 10 dành cho Dignitas. Vẫn rất cố gắng để kéo, đó là những cái điểm kêu. Bây giờ thì team Liquid cũng như GNL mặc dù đang là những đội tuyển dẫn đời nhưng với việc chỉ còn lại 1-2 player như này thì cơ hội của MCG đang cực kỳ sáng cửa. Cách biệt 15 điểm nó không phải là điều không thể, khi mà nếu như có top 1 thì là 10 điểm rồi. Nhưng Ibis, một tình huống một team đang cần anh nhất, anh ấy chạy như chỗ không người mặc dù cách đó chỉ 1 phút thôi, vừa bắn nhau chí chóe với cả chính con luôn. Quên à? Mất trí nhớ tạm thời là Ibis rồi. Để bước lên tranh chấp cái vị trí đầu bảng với cả team Liquid thì phải có nhiều điểm hơn đến từ anh chàng Con. Và liệu anh ta có thể làm được điều đó hay không đây? Chênh lệch điểm hiện tại chỉ là 2 điểm. Trong khi đó thì MCG có lẽ là đội tuyển cảm thấy áp lực nhất khi mà không có chỗ sai lầm như anh Con đã nằm rồi. Và như vậy thì team Liquid tạm thời đang ở đội tuyển có cơ hội ở trong cái tuần thứ 2 này, nhưng đó là chỉ khi MCG họ sẩy chân thôi. Ở đây 5 team thì gần như là còn nguyên người và chỉ có MCG là đội tuyển duy nhất còn lại 3, còn tất cả thì lại đều còn nguyên 4 luôn. Nhưng mình nghĩ rằng đây là một viễn cảnh khá khó khi mà MCG bây giờ thì đang là đội tuyển thua thiệt về mặt quân số. Vị trí đã đổ ra từ trước rồi và liên tục đó là Icelab hỏi thăm nữa. Icelab bắn dính quá và tôi xong. Summer là xin đầu tiên là phải nằm xuống rồi. Và Monty sau cuối mình có lẽ chỉ còn lại 2 trong pha di chuyển này ở một góc khác thì Space Station. Và liệu thì anh ta có thể chạm với Summer được hay không đây? Summer vẫn đang chờ đợi. XMPL dứt điểm được Kinan. Và bây giờ thì đã tới được góc đứng của Summer rồi. Pero cũng đang chờ một quả nết và búp ra đến từ đó là anh chàng Miêu. Nó gài khá đẹp và knock out được thành kỳ. Hết rồi, Mutation Gaming chỉ còn là một người duy nhất mà thôi. Linh Du vẫn đang cố gắng vùng vẫy phía bên trong nhưng một mình anh ta thì làm gì được đây, khi số lượng player phía bên ngoài đang tụt dần. Không còn bao nhiêu người cho anh ta ăn mạng cả. Melman nằm xuống theo dụng của Ross. Xlab bắt được Summer. Một tình huống bắn tốt đến từ Pero, đặc biệt là cá nhân Xlab. Còn bây giờ thì Billy Ram
tầm ngầm họ đang lọt top 5 và có thể sẽ là cao hơn khi đang còn nguyên 4 người và có một góc bắn thoải mái sang phía của Space Station. Chính xác là bên phía team nào vì và bây giờ thì tiếp tục là nổ súng đến từ mình thôi. Multi Circle của mình đã chính thức dừng lại và cơ hội để họ vượt mặt và chỉ tập trung vào những tình huống giao tranh ở đây thôi. Buriram còn 4 người, Peru còn 4, Na'Vi cùng với SSG có 1 và bây giờ thì đó là top 4 dành cho bên phía của Na'Vi. Không biết được nhưng đó là các đội tuyển sau đi trở lại đây thì đó là một tap đến từ vị trí của Godmel. Vẫn đang là một pha kê thôi nhưng lập tức thì Mew đã có câu trả lời. Islap một góc bắn đẹp, kịp lời bên phía team Peru đã lên tiếng. SSG nằm xuống ngay bởi Islap. Một pha bắn dứt khoát không bỏ người bỏ ngủng gì cả, chơi luôn và bây giờ lợi thế đã có cho bên phía team Peru rồi. 4v3 đến từ Peru, thậm chí góc đứng ở Nara còn đang ăn nết và cơn nó bay rất chính xác và knock out được thêm một người đến từ bên phía của Buriram. Gatmeow cố gắng lắc qua những cái gốc cây nhưng anh ta đang liên tục ăn đạn. Axelab bắn là vô cùng chính xác và bây giờ thì chỉ còn 2 người thôi, 10 kill cho bên phía Peru trong game thi đấu này rồi. Thì quả nết này của Mew sẽ là đủ để tiễn Gatmeow đi một sải thôi. Quả nết rất rất chính xác, Gatmeow nằm xuống ngay, không ngoài dự đoán. Một mình Konashi, một vét bốn ư, lao dòng ngoài bò, có lẽ là để tự hủy thôi chứ cũng không để làm gì nữa đâu. Và top 1 chắc chắn sẽ có tên Petricheros